Xem tử vi về tuần mới, rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử vi về tuần mới bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch thì thần tài gọi tên với top 5 con giáp sau đây, và những con giáp này muốn nghèo cũng khó bởi vì bạn luôn được thần tài chiếu cố. Chính vì vậy mà việc đầu tư kinh doanh hay làm việc gì cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn người. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào mà được thần tài trợ mệnh trong tuần mới này, và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn trong tuần mới này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Đúng ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch, với top 5 con giáp sau đây đã được thần tài điểm tên, và những con giáp này không muốn giàu cũng rất khó. Xin chúc mừng 5 con giáp phát tài trong tuần này, bạn luôn được thần tài chiếu cố. Chính vì vậy, với những việc đầu tư kinh doanh hay làm gì cũng thuận lợi hơn người. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn được thần tài điểm tên trong tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Mão. Với người tuổi Mão sẽ trở thành một con giáp phát tài trong tuần này ở trên phương diện kinh doanh, và ngay từ đầu tuần thì các tinh phù trợ khiến cho thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Đối với người tuổi Mão, bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi rất khá và bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Đồng thời thì những việc dư giả trong thời gian tới là rất dài. Khi mà các cơ hội mở ra trước mắt thì bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào những tiềm năng của bản thân mình. Có thể một số vướng mắc sẽ xảy ra trên con đường làm giàu của bạn, song với bản mệnh chớ nên đầu hàng, cho dù xung quanh là không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa. Với những khó khăn cũng chính là cơ hội để bạn vươn lên và khẳng định được bản thân mình. Chỉ cần là bạn quyết tâm không ngừng thì bạn chắc chắn sẽ khắc phục được những vấn đề, thậm chí là lội ngược dòng một cách ngoạn mục nhất trong tuần mới này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp được thần tài trợ mệnh trong tuần mới này, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Thìn. Thìn là con giáp phát tài trong tuần này, nên cả người theo đuổi con đường sự nghiệp và người làm đầu tư kinh doanh thì Thìn đều có những cơ hội cải thiện về tình hình kinh tế. Với những người làm công ăn lương thì có thể sẽ tìm được những cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, và bạn hãy mạnh dạn lên ý kiến đóng góp và góp phần công ty lớn mạnh hơn nữa. Chắc chắn bạn sẽ nhận được một phần thưởng rất xứng đáng. Còn với những gì mà mình đã thể hiện thì cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến những việc phải cân nhắc bạn lên một vị trí cao hơn. Còn đối với những người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ tìm được hướng đi mới cho bản thân, chứ không còn mãi đi theo một lối mòn nào đó nữa. Là người mở lối đi riêng, đón đầu xu hướng nên hiển nhiên tiền bạc đổ vào túi bạn một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn được thần tài trợ mệnh trong ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với con giáp người tuổi Tỵ thì dưới sự nâng đỡ của các tinh nên Tỵ đã tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình. Nhờ vậy mà đường làm ăn của người tuổi Tỵ càng lúc càng rộng mở và hanh thông hơn. Còn với người làm công ăn lương thì luôn luôn muốn cống hiến hết mình cho công việc và không ngừng theo đuổi những đam mê. Với tinh thần cố gắng, quyết tâm ấy đã khiến cho bạn trở nên nổi bật giữa một tập thể,
và khiến cho lãnh đạo luôn tin tưởng giao một trọng trách mới. Với những hoàn thành nhiệm vụ thì bạn ắt được thưởng một phần thưởng xứng đáng với những công sức của mình. Về đường tài lộc thì vượng nhất vào khoảng thời gian giữa tuần, nhất là với người làm tự do và người làm kinh doanh, bởi vì bạn dựa vào sức của chính mình chăm chỉ làm việc mỗi ngày, ngay cả khi mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Vì thế mà bạn sẽ thu được những thành quả rất khả quan, từ đó giúp cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh trong tuần mới này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp được thần tài trợ mệnh trong ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người Tuổi Hợi. Trong tuần này là một tuần khá may mắn đối với người Tuổi Hợi, đặc biệt là trên phương diện tài lộc, bởi vì cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến với bản mệnh vào thời điểm đầu tuần. Chính vì thế mà bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt ngay. Với số tiền mà bạn kiếm được tuy là không quá nhiều nhưng đã vượt ngoài kỳ vọng của bạn, đã giúp cho bạn tin tưởng hơn vào tương lai của chính mình. Bên cạnh đó thì luôn có các tinh đã đem lại nhiều mối nhân duyên tốt để bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân hoặc đối phương có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có để đầu tư sinh lời. Còn với người làm công ăn lương thì dù bạn không gặp toàn những chuyện thuận lợi, nhưng khó khăn xuất hiện cũng là yếu tố, nó giúp cho bạn là khẳng định được về bản thân mình. Nếu vượt qua được những chuyện này thì bạn hoàn toàn có thể được thăng chức tăng lương, đó là điều tất yếu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm nằm trong top những con giáp may mắn được thần tài trợ mệnh trong tuần mới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người Tuổi Mùi. Với người Tuổi Mùi là người có một tuần khá bình an khi mà không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn có thể dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những thời gian làm việc căng thẳng. Càng về cuối tuần thì bạn càng nhận được rất nhiều kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022 nữa. Nhân lúc là có Thái Dương cát tinh trợ mệnh nên bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc những việc kinh doanh và đầu tư. Bạn chẳng ngại làm đầu dẫn xu hướng, thế nên với khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Trong tuần bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo nghĩ. Trong thời gian này thì Mùi cũng nên phải để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Với con giáp may mắn trong tuần này có thể là phải tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè hoặc người thân. Rất có thể trong những chuyến đi ấy bạn sẽ gặp được người thực sự phù hợp với chính mình. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về tháng 9 tới sẽ cản không nổi hai con giáp tài lộc đi lên, giàu có không hai bằng. Và các bạn thân mến, về thứ nhất đó là đối với người Tuổi Dần, trong tháng này là một tháng đột phá. Về theo tử vi con giáp thì khi bước sang tháng 9 thì Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi và suôn sẻ, mà cũng có lúc phải chịu sóng gió bủa vây. Với tình trạng phát triển thì chia làm hai thái cực rõ ràng. Sở dĩ nó xuất hiện tình huống này là do bản mệnh phải chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại thái tuế và nguyệt lệnh đế vượng. Do đó nếu như mà bạn lơ là chủ quan thì họ có thể đánh mất rất nhiều cơ may, nhưng đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng thì họ sẽ đạt được những bước đột phá rất trọng đại. Khi mà nguyệt lệnh lâm đất đế vượng ở Dần là một tín hiệu tích cực lớn thì những nỗ lực mà người Tuổi Dần đã bỏ ở thời gian qua và sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như là công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến. Với trong giai đoạn sắp tới thì bản mệnh cần chú ý vì tương hại gây ra hung vận không nhỏ. Bên cạnh sự cạnh tranh khó khăn trước mắt thì vẫn còn nhiều, vì vậy bạn nên hạn chế tính tình nóng nảy của mình,
để không vì thế mà bỏ lỡ những cơ hội. Còn người tuổi Dần càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi và trau dồi khả năng của mình. Hãy rèn luyện thêm ý chí tích lũy và trải nghiệm, nhờ vậy mà họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, từ đó vun đắp cho mình những kinh nghiệm quý báu nhất để phát triển về sau này. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Thân. Đối với người tuổi Thân thì có quý nhân vận và khởi vượng cho Thân trong tháng 9. Đối với Thân thì vốn là người thông minh nhanh nhạy, lại có chí tiến thủ, nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra. Mỗi những khó khăn đều được họ coi như là một bước đệm để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền móng, hầu như là không quản ngại chi. Khi mà vận may tới thì công việc của họ sẽ có thu hoạch rất lớn, mang lại những thay đổi rất đáng kinh ngạc. Và vị trí hiện tại thì có những chuyển biến tích cực, nó đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn. Tuy nhiên thì chính vì sự phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Thân cũng có thể xuất hiện nhiều tiểu nhân quấy phá. Họ cần phải cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại bạn. Bởi vì quý nhân nhị hợp ở trên vận trình tài lộc cũng sẽ giúp cho bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn và các mối quan hệ cá nhân tích cực. Nếu như biết nắm bắt thì họ có thể nhận đủ tương trợ để thực hiện hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bởi vì quý nhân vận rất vượng, mang đến cho con giáp này sự hậu thuẫn cực kỳ mạnh mẽ, trăm sự đều thuận trong tháng 9. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.